mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 của anh Nguyễn Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Getting Started của Unit 1 Life Stories nhé. Và trước khi đi vào nội dung chính thì cô sẽ giới thiệu qua về unit này một chút. Unit 1 Life Stories trong chương trình tiếng Anh lớp 12 thì sẽ khai thác chủ đề về các nhân vật nổi tiếng và sự đóng góp của họ cho xã hội. Và cùng với đó thì Unit 1 cũng sẽ nhắc lại cả một số chủ điểm ngữ pháp về thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hay là mạo từ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài học đầu tiên thôi. Với bài tập đầu tiên, các em sẽ cần đọc và nghe một đoạn hội thoại để sau đó trả lời câu hỏi. Trước khi nghe thì cô cũng lưu ý một số từ mới mà các em sẽ gặp trong bài để giúp ích cho việc đọc hiểu của các em trước nhé. Trên màn hình của cô đây sẽ là một số những cái cụm từ mà các em sẽ cần chú ý trước khi mà mình vào đọc bài này. Đầu tiên ta sẽ có hai cụm từ, đó chính là have a great impact on somebody. Cụm này mang ý nghĩa là có sức ảnh hưởng lớn đến ai. Trong đó thì sẽ có danh từ impact là sức ảnh hưởng này, còn đi với cả tính từ great thì sẽ mang ý nghĩa là sức ảnh hưởng lớn. Thứ hai ta sẽ có cụm to waver between A and B, tức là lưỡng lự giữa A và B. Khi mà các em đang rất là khó khăn chọn lựa giữa A và B thì mình có thể dùng cái động từ này nhá, to waver. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số những cái tính từ để giúp cho em có thể miêu tả người chẳng hạn. Ta có tính từ đầu tiên là influential. Influential. Từ này trông có vẻ khá là quen đúng không các em? Nó sẽ xuất phát từ cái danh từ của chúng ta, đó chính là influence, là sức ảnh hưởng. Thì tính từ là influential, có sức ảnh hưởng. Thứ hai, ta sẽ có hai cái tính từ khá là giống nhau, đó chính là gifted và talented. Hai từ này mang ý nghĩa là có năng khiếu hay là có tài năng. Các em có thể dùng để chỉ người nhé. Ngoài ra thì cô cũng sẽ giới thiệu cho các em một số những cái động từ nữa cũng rất là quan trọng trong bài này. Đầu tiên, to admire somebody. Admire somebody tức là ngưỡng mộ hay là khâm phục ai đó. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có từ inspire somebody thì lại là truyền cảm hứng. Ở đây thì chúng ta thấy là thường là những người mà truyền cảm hứng cho chúng ta, inspire chúng ta thì sẽ là cái người mà chúng ta admire, là người mà chúng ta ngưỡng mộ và khâm phục đúng không các em? Và cuối cùng chúng ta sẽ có động từ stimulate, đó chính là kích thích hay là khuyến khích. Và dưới đây thì các em cũng có thêm là hai danh từ nữa. Thứ nhất ta sẽ có danh từ innovation là sự đổi mới và sáng tạo này. Và thứ hai ta sẽ có cái danh từ đó là trophy, đó là một cái cúp hay là một cái giải thưởng nào đó. Bây giờ thì các em đã nắm được một số từ vựng cơ bản mà rất là cần thiết để mình đọc hiểu được bài này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe các em nhé. The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang? Not yet. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. But who's had a greater impact on you? I'm not sure. Steve Jobs' work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson's music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think? Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin, and wasn't as good as before. I see. What about you? Who are you going to talk about? Christine Hare. You mean the lady who won the US MasterChef trophy in 2012? That's right. I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her? Yes. What's more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She's very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes. I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes, and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Vietnam or the US? In California, but she was inspired by memories of her mum's cooking. It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow. The same to you. Sau khi nghe xong thì các em đã nắm được nội dung chính của bài này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và giải nghĩa một số những cái cụm từ khó ở trong này nhé. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn là Hùng và Quang đây đúng không? Trước tiên thì bạn Hùng có mở đầu là The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Tức là cái chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự rất là thú vị.
Have you decided who to talk about, Quang? Bạn thì đã quyết định hỏi về ai chưa, Quang? Quang trả lời là not yet. À, vẫn chưa. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. Tớ thì vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, đó chính là Steve Jobs và Michael Jackson. I admire them both. Tức là tớ thì ngưỡng mộ cả hai người. But who's had a greater impact on you? Nhưng mà ai thì có tác động lớn hơn đối với cậu? Quang trả lời là I'm not sure, tớ cũng không chắc chắn lắm. Steve Jobs' work stimulates my creativity and innovation. Tức là sản phẩm của Steve Jobs thì đã kích thích được sự sáng tạo và đổi mới của tớ. Vừa rồi thì các em còn nhớ những từ mới này không? Ta sẽ có từ stimulate là kích thích này. Thế còn creativity là sức sáng tạo, còn innovation là sự đổi mới. Trong khi đó này, while Michael Jackson's music inspired me to learn to play a musical instrument. Trong khi đó thì âm nhạc của Michael Jackson thì đã truyền cảm hứng cho tớ để học chơi một cái loại nhạc cụ. Và đây như các em thấy ta sẽ có động từ inspired là truyền cảm hứng cho tôi. What do you think? Quang đã hỏi là xem Hùng nghĩ như thế nào. Và Hùng bắt đầu đưa ra cái ý kiến này. Well, both of them were very talented and influential. Tức là cả hai người họ thì đều rất là tài năng này và có cái tầm ảnh hưởng. But I prefer Steve Jobs. Tôi thì thích Steve Jobs hơn. I think Michael Jackson was a great dancer. Tớ thì nghĩ rằng Michael Jackson là một cái vũ công rất là tuyệt vời. But not an excellent singer. Nhưng mà không phải là một ca sĩ quá tốt. In his later years, trong những năm sau này thì his singing voice became weak and thin and wasn't as good as before. Giọng hát của ông thì trở nên là weak, yếu hơn này, thin là mỏng và không được tốt như trước nữa. Sau đó thì Quang cũng sẽ hỏi lại thêm về Hùng. I see. What about you? Who are you going to talk about? À, tớ hiểu rồi. Thế còn cậu sẽ nói về ai nhỉ? Hùng trả lời đó chính là Christine Hà. Christine Hà là ai đấy các em? À, ý cậu là cái người phụ nữ đã giành được danh hiệu MasterChef của Mỹ vào năm 2012 đi đúng không? That's right. Đúng rồi. I know your dream is to become a famous chef. Tôi biết là giấc mơ của bạn đó chính là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Is that why you want to talk about her? Đấy có phải lý do tại sao mà bạn muốn nói về cô ấy hay không? À, Hùng trả lời là yes. What's more? Còn gì nữa nhỉ? À, Christy is a blind chef and a gifted writer. Tức là hơn thế nữa thì Christy còn là một đầu bếp bị khiếm thị này và là một nhà văn tài năng. Gifted là tài năng. She's very talented and determined. Cô ấy thì có tài năng và rất là quyết tâm này. Chúng ta sẽ có cái tính từ determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes. Nó sẽ rất là vô cùng tuyệt vời khi mà xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các cái món ăn này. Quang thì cũng đồng tình. I agree. I remember how excited I felt when Christy was creating those great looking dishes. Tớ đồng ý với cậu, tớ nhớ là đã cảm thấy rất là vui mừng, excited khi mà Christy đang tạo ra những cái món ăn rất là đẹp mắt. And even anxious when the judges were tasting them. Và thậm chí còn rất là lo lắng khi mà các giám khảo nếm chúng. By the way, tiện thể thì, do you know where she was born in Vietnam or the US? Cậu có biết nơi cô ấy được sinh ra hay không? Ở Việt Nam hay là Mỹ à? Và Hùng thì đã đưa ra một câu trả lời đó là in California. But she was inspired by memories of her mom's cooking. Cô ấy thì được sinh ra ở California, nhưng mà cô ấy đã lấy cảm hứng từ những cái ký ức về nấu ăn từ mẹ cô này. It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow. Như vậy thì Quang đã trả lời là có vẻ như cậu biết khá là nhiều điều về cô ấy đấy nhỉ. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu. The same to you, cậu cũng thế nhá. Vậy là sau khi nắm được nội dung cơ bản của bài đọc, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập để kiểm tra lại nội dung mà các em vừa tìm hiểu, cũng như lưu ý lại một số cấu trúc đáng chú ý nhé. Bài tập đầu tiên là True, False, Not Given. Chúng ta sẽ cùng đọc các câu sau và đối chiếu lại với bài đọc xem nó là đúng, là sai hay là không có thông tin nào. Với câu đầu tiên, Quang can't decide who he's going to talk about tomorrow. Tức là Quang chưa quyết định được xem là anh ấy sẽ nói về ai vào ngày mai. Câu này là đúng, sai hay là không có thông tin các em? À, chắc chắn nó là tại vì vừa rồi ta vừa thấy Hùng có hỏi là have you decided who to talk about, Quang? Và Quang đã trả lời là not yet, vẫn chưa mà. Sang đến câu số 2, Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson. Tức là Quang thì muốn trở nên nổi tiếng như là Steve Jobs và Michael Jackson.
Vừa rồi thì các em có thấy Quang thể hiện cái thông tin này trong bài không các em? À, Quang chỉ bảo là hai ông này thì rất là nổi tiếng thôi và rất là ngưỡng mộ hai ông ấy, chứ đâu có nói là mình muốn trở nên nổi tiếng như hai ông đâu. Chúng ta sẽ điền đó là not given now. Câu số 3, Hùng likes Michael Jackson singing. Câu này thì các em sẽ để là gì đấy? Cô nghĩ là chỗ này chúng ta sẽ để là false. Tại sao? Vừa rồi thì Hùng có bảo là I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. Tức là Hùng nghĩ rằng Michael Jackson thì không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Và trong những năm sau này thì giọng hát của Michael Jackson trở nên yếu và mỏng. Thế nên là Hùng thì sẽ không thích cái phần hát của Michael Jackson lắm, chứ không phải là thích. Câu số 3 này sẽ là false. Câu số 4, Hùng learned to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson's songs. Hùng thì đã học cái cách mà chơi một nhạc cụ bởi vì anh ấy được truyền cảm hứng từ những bài hát của Michael Jackson. Có phải không các em? Câu này thì cũng sai luôn rồi, tại sao? Người mà được truyền cảm hứng để chơi nhạc cụ thì phải là... Đó chính là bạn Quang các em ạ. Và câu cuối cùng, both Quang and Hùng admire Christy Hà. Câu này thì chúng ta phải suy nghĩ một chút đúng không? Chúng ta đã biết chắc chắn rằng là Hùng thì rất là admire Christy Hà rồi. Thế còn Quang thì sao? À, vừa rồi thì các em cũng thấy có một thông tin của Quang. Đó chính là bạn ấy bảo là I agree, tôi rất là đồng tình với bạn. I remember how excited I felt when Christy was creating those great looking dishes. Quang thì đã đồng ý với Hùng và nói rằng Quang rất là hứng thú khi Christy tạo ra những cái món ăn đẹp tuyệt vời. Thế nên là vừa rồi thì ta thấy cả hai bạn thì đều rất là ngưỡng mộ cái câu này. Ta sẽ để đáp án là true nhé. Chuyển đến phần tiếp theo, các em sẽ cần phải thảo luận với cả các bạn cùng nhóm. If you were Quang, nếu em là Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Nếu em là Quang thì em sẽ chọn ai để nói, Steve Jobs hay là Michael Jackson? Ở đây thì cô cũng sẽ hướng dẫn một câu trả lời mẫu để các em có thể tham khảo nhé. If I were Quang, nếu tôi là Quang này, I would choose to talk about Steve Jobs. Tôi sẽ chọn nói về Steve Jobs in my presentation, ở trong bài thuyết trình của tôi. Because he had a great impact on people's lives and the world around us. Tức là ông ấy đã có cái ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của con người này và thế giới xung quanh chúng ta. As the co-founder of Apple, là một cái người đồng sáng lập nên Apple này, he was the driving force behind many innovative like the iPhone, iPad and Mac computers. Ông ấy thì là một cái động lực thúc đẩy rất là nhiều sản phẩm sáng tạo như là iPhone, iPad và máy tính Mac. Also, he showed us that it's important to follow our dreams, take risks and never give up. Ông ấy cũng cho chúng ta thấy rằng nó rất là quan trọng để mà có thể theo đuổi giấc mơ của mình này. Take risk ở đây tức là chấp nhận rủi ro and never give up, không bao giờ bỏ cuộc. Các em có thể dựa vào phần này để mình đưa ra những cái ý kiến riêng của mình nhé. Chuyển đến bài tập số 4. Ở bài tập này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái từ đồng âm ở trong tiếng Anh. Các em sẽ cần find the words in the conversation that have the same sound as the following. Các em sẽ cần tìm các từ trong cuộc hội thoại vừa rồi mà có những phát âm tương tự như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ to. Từ này sẽ đồng âm với cả là cái từ số 2 của chúng ta đây đúng không? Thứ hai ta sẽ có từ eye là mắt. Nhưng mà cũng sẽ có một từ đồng âm đó chính là I là tôi. Tương tự thì từ see sẽ đồng âm với cả từ see. Hai từ này đọc y hệt nhau luôn. Nhưng mà các em sẽ cần dựa vào ngữ cảnh để mình đoán xem người ta đang nói từ nào nhá. Thứ tư ta có one sẽ bằng với cả là one. Và cuối cùng ta có từ no thì các em biết nó cũng sẽ đồng âm với từ no rồi đúng không? Đây là không này, còn đây là biết. Đây sẽ gọi là hiện tượng đồng âm trong tiếng Anh, là những từ khác nhau nhưng mà lại có cái cách mà phát âm giống như nhau. Và ở bài tập cuối cùng, các em sẽ cần read the conversation again, đọc lại cuộc trò chuyện một lần nữa, and write the correct tenses of the verbs in brackets. Các em sẽ cần đọc lại cuộc trò chuyện lần nữa và viết cái thì đúng của động từ trong ngoặc đơn. Câu của chúng ta cần điền là I remember how excited I feel when Christine created great looking dishes. Tôi nhớ là tôi đã hào hứng như thế nào khi mà cô Christine này thì đang tạo ra những cái món ăn trông rất là tuyệt vời. Vậy động từ feel đầu tiên thì các em sẽ chia ở dạng nào? À, đây là việc mà cái bạn ấy nhớ lại cái thời gian mà bạn ấy xem cái chương trình MasterChef và đã rất là hào hứng đúng không? Thế nên là chỗ này thì sẽ phải là felt, quá khứ của feel để chỉ một cái việc đã xảy ra trong quá khứ. Thứ hai, cái động từ create này thì chúng ta đã chia thì gì đấy nhỉ?
Ở vế 2 này thì bạn ấy đang muốn nói về lúc Christine đang tạo ra những món ăn tuyệt vời. Thế nên là create thì chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn thành was creating để nói về hành động đang xảy ra ở quá khứ các em nhé. Vậy là qua bài học này chúng ta đã học được một số những cái từ vựng rất là hay ho về người nổi tiếng rồi đúng không các em? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!